đào quá, cái chính sách nó chính sách đào quá, giờ nó mang đồ lên giá thành em cái gì nó cũng là cao hơn rồi, nên ta không mua. À, thì cũng muốn con đồ đó đi lên kia qua đó bốn đồng mua bên này 2 đồng, ví dụ như nó lấy gì mua ngoài trừ cái như là quả mua đây 2 đồng mà mua qua rồi Trung Quốc có 50 sen là nó nhiều vậy, hồi nãy giờ nó mua cao quá, cao quá. Có thì vừa để coi cái như là về bữa qua hết năm này coi như thế nào đấy. Thì đó ông chơi cái đồ quần hạ một Trung Quốc thì để là ông mang ngành kinh tế mà mất vì ta Trung Quốc, ông mang cái gì nữa ông à, thì ông làm ra thì cái quần món nghe mở đó là cái đài lên cái quần đó nó nói gì nó giúp cuộc chiến mọi việc đấy vậy hả ông Trump giao tập cộng đồng này nè với Trung Quốc làm tập cái mình đang nắm quyền mà nó thì cái đấy thì mở mấy cái bài đó thế khác nào khi họ để mà mang cái kinh tế chạy dần đấy. Đó, thì nó cũng đang sôi nổi trong mấy chỗ đó để coi là cái này đấu khẩu cái gì đó thì không được yếu tố của công ty nó đã đóng cửa sạch tiền đóng cái sạch tiền mới nhưng mà mang mà chạy về mà Mỹ rồi thì cho mình cái đây một cái sáng hẳn thôi mang cái là sẽ hẳn thôi vì có thể cái là mình mua tất cái hãng này tôi hãng khác Mỹ mua nữa thôi em coi Mỹ nó mua lại rồi đấy nó hàng hàng kém họ Mỹ nó mua lại hết rồi đấy nó hàng hồng cũng mua công ty Mỹ mua lại đó đấy nó là vào cái hàng Mỹ nó cũng nó cái vốn nó nhiều nó ấy đó rồi đâu ra nó mua lại nhỏ hơn đó Mỹ hết đấy để coi nó biết chuyện cái gì đó bây giờ cái lòng nhân ái của họ cao hơn mình, đúng rồi. Đây mình phải công nhận được, đây mình phải công nhận được. Cân đo cân nhắc người ta lại